em tên Đào, em ở Bà Rịa. Em tái khám sau 15 ngày á, em nâng mũi cấu trúc 3D. À, 15 dạ. Dịch vụ nâng mũi cấu trúc 3D hả? Dạ. Giờ nhìn nó đẹp, nó tự nhiên không tin là cái dáng mũi này 15 ngày luôn á. Gom lại rất là nét luôn. Chia sẻ cho anh một tí về cái dáng mũi trước đây của Đào đi. Nó có những cái khuyết điểm như thế nào? Trước của em là nó bị gãy chính giữa. Với lại nó bị lệch á. Ở bên phải nó cao hơn, bên phải nó thấp hơn bên trái. À, là cái nền mũi gốc của mình là nó như vậy luôn. Và đây là cái hình ảnh trước đây của em này đúng không? Dạ đúng rồi. Đó rồi, giờ cho anh xô lên nha, con nhận ra mình không? Đó, chỉ mới 15 ngày thôi ha. Đó, đây là cái hình ảnh trước đây của Đào này mọi người. Giống như bạn chia sẻ, cái phần xương căng nó khá là thấp. Đồng thời á, nhìn ở chính diện thì nó sẽ hơi lệch sang một bên, đúng không? Đó, gương mặt mình cũng hơi lệch vậy. Em có dự định là mình sẽ chỉnh botox hay là chỉnh hà mình gì nhiều không? Nói chung là cũng có ý định để sắp xếp thời gian. Sắp xếp thời gian đúng không? Làm xong thấy đẹp rồi đấu ngợ dao kéo đó đúng không? Dạ dạ. Rồi, ở phần trụ mũi, khi mà cái mũi mình tẹt á thì bây giờ em ngước lên xíu nè. Dựng trụ lên thì cái sống mũi thẳng và cái lỗ mũi hiện giờ là cái lỗ mũi hạt chanh á. Cái lỗ mũi mơ ước của bao nhiêu cô gái là cái sống mũi cũ nè, nó tẹp. Và cái đầu mũi nhìn nó sẽ không có đẹp, nó không có thanh thoát bằng ha. Rồi, góc nghiêng là mọi người sẽ nhìn thấy rõ hơn về cái độ gồ của bạn. Vừa bị gãy vừa bị gồ. Và em có sử dụng thêm một cái dịch vụ gọi là mài xương gồ để mình nâng lên cho đẹp. Khi mà chúng ta có một cái chiếc mũi gồ như vậy á thì tình duyên chúng ta cũng không tốt lắm. Đó, đúng không? Bật mí một xíu đi, bây giờ sau khi mà chúng ta nâng mũi xong nè, có một cái dáng mũi vừa thẳng tắp vừa cao vừa đẹp như thế này rồi nè. Không biết là chuyện tình duyên mình có khởi sắc không? Mới 15 ngày thì cũng chưa nói được gì đâu đúng không? Nhưng mà có gì nhen nhóm lên tí không? Chắc cũng có đó. Anh nói giống chị gái em nói ghê. Rồi, đây nè, đó. Sẽ thấy cái độ tẹt của cái mũi mà thực sự ra đối với cái dáng mũi cũ nhìn gương mặt em hơi bị đứng tuổi, không biết là em sinh năm mấy ta? Em hả? Em sinh năm 95. 95 hả? Nhìn nó sẽ hơi đứng một tíu. Nhưng mà sau khi nâng mũi rồi nè, thay đổi chiếc mũi thôi, gương mặt tổng thể, gương mặt nó hài hòa, nó gọi là nó sang nè, nó trẻ nè, nó đẹp hơn rất là nhiều luôn. Em có công nhận điều đó không? Dạ đúng rồi, ai cũng nói vậy, mày em cũng thì em cũng cảm ơn nhất là mấy chị tư vấn rồi bác sĩ làm cho em cũng rất là vui vẻ và mát tay nữa. Em cũng nghĩ là ai mà có ý định làm thì cũng nên làm, bởi vì làm xong thứ nhất là mình cũng thay đổi rất là nhiều, thứ hai là nó cũng không hề đau gì hết. Với lại chuyển biến nó cũng nhanh lắm, nhiều người ta tưởng 15 ngày nó lâu, nhưng mà theo như em thấy thì rất là nhanh.